Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận tranh vé vào chung kết của tay đấu Nguyễn Thành Bảo và tay cờ giang hồ Lưu Thông Trạch Trung Quốc. Trận này diễn ra tối qua 7 tháng 1 2023, mà đã xem trận đầu tiên tay đấu Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ lên tiên, Lưu Thông Trạch cầm đèn thủ hậu để đánh ngược hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
将军。将军。
Chơi đến đây thì hai bên đồng ý hòa, mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Tay đặt Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu, Lưu Thông Trạch cầm đỏ đi tiên, mời bạn thưởng thức.
将军。将军。Chơi đến đây một lần nữa, hai bên đồng ý hòa. Mời bạn xem trận cuối. Tài đọc Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, Lưu Tục Trạch cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Trận đấu còn đang đôi công ác liệt thì tay độc Nguyễn Thành Bảo hết giờ nên đã buông cờ. Chúc mừng Lưu Tông Trạch đã vào chung kết gặp lại Lý Huynh. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.